Và em có một cái tác phẩm lồng tu. Thứ nhất là cây này nó bị bệnh hư hết gốc. Rồi thứ hai nữa là trong giỏ lan này nó nở nhiều đợt hoa. Do trước kia ghép cây không có đồng đều. Cây thì hoa rồi, cây thì đang có nụ, cây thì hoa tàn rồi. Nên bây giờ chúng ta nên bóc ra để chúng ta trồng lại. Anh chị theo dõi cách làm như nào. Đây là trồng đến cục dớn. Chúng ta sẽ nên chọn một cái dao thật sắc này nhé. Chúng ta sẽ cắt từng khóm, cắt ngang gốc luôn. Chúng ta cắt ngang gốc này, chúng ta sẽ đi lại này. Cắt ngang như ra nẻ cái mầm ra nhé, chúng ta cắt ngang, đó, ta cứ cắt ngang rễ, ngang gốc của nó luôn. Quá trình cắt chúng ta có bị hay gãy mầm, không sao nhé. Cái mầm này nó sẽ lên mầm khác. Chúng ta cắt đổi chỉ đồng nguyên khóm nữa. Chúng ta phải cắt dần, cắt dần. Cắt ra là cắt gốc à. Cái dưới này là nó mọc hết rồi, là để càng lâu là nó sẽ càng hư rễ hết cả gốc luôn. Rồi chúng ta tương đối là chúng ta đã có một cái giò lan đã xong. Chúng ta tách ra từng khóm của nó nhé. Đây, chúng ta tách từng khóm của nó này. Thì ra từng khóm này nó sẽ có được ra hoa khác nhau, nên là chúng ta cắt hết đi, rồi những cái thân, những cái nào mà khô chết này bấm đi. Và những cái thân kỳ nào nó mọc ở trên thân này chúng ta cũng giữ lại, chúng ta để lại thành một khóm để chúng ta trồng. Thì sau này những cái thân, những cái khóm này nó sẽ cho hoa đồng loạt cho chúng ta, nó cho hoa ra một lần luôn. Rồi những thân già cũng cắt lại một khóm để cho hoa đó sau những cái thể ươm giống này ra hoa đồng loạt. Chúng ta để riêng cái khóm này ra nhé. Tiếp tục chúng ta xử lý theo từng khóm của nó, nó mọc theo từng gốc lan của nó. Trong này thì nó có từng gốc, mình thấy gốc nó chết hết rồi này. Nhất là vừa do rầy diệp sáp, nhất là diệp sáp, diệp sáp nó ăn dần dần nó chết hết, như thấy không? Nằm trong lâu quá là diệp sáp này, đó, con diệp sáp này nó rất là phá hoại, nó ăn lan chúng ta rồi sau đó là ăn cho thấy chết gốc luôn. Ta cắt ra theo từng khóm của nó. Đây ông đang làm 2 dê, nó nở hoa nó khác nhau, nên là chúng ta có thể tách ra. Rồi cắt cái thân tơ. Và anh chị chúng ta cắt hết, xong mà chúng ta sẽ tách rời các thân dài nhé. Rồi sau khi mà chúng ta đã cắt ra những cái là khóm lan ra rồi, ta chọn những cái lan nó nguyên dề như này, như thế không? Thì những cái lan nguyên dề này thì chúng ta phải cắt hết hoa đi, cắt hết hoa đi. Ta cắt cốt hết hoa để chúng ta dưỡng cây. Nhưng mà cây chúng ta năm nay chưa hoa thì sang năm có hoa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tách gốc nó ra. Và tách âm gốc. Chúng ta tách âm gốc như vậy để giúp cho ra lan chúng ta nó sạch gốc, còn mà nó được lên được nhiều mầm gốc nữa nhé. Chúng ta sẽ tách 2 thân 1, 3 thân 1. Chúng ta tách âm gốc rồi sao và nguyên giữ nguyên được cái giá thể, nguyên cái dề như vậy. Những cái giò khóm này chúng ta để khô ráo khoảng tầm 3 ngày. Sau đó chúng ta bắt đầu đem ra đi trồng nữa. Sau khi cắt xong. Và anh chị chúng ta theo dõi thấy bờ trên thân này nó có nhiều cái con diệp sáp.
thì chúng ta có thể dùng thuốc chuyên trị giám sát để phun cho nó như Amira nhé. Và để trồng thì chúng ta sẽ chọn trên bảng gỗ, gỗ này là cái gỗ lụa, hoặc là chúng ta sẽ gồm vú sữa. Gỗ này thì rất là bền nên là khi mà chúng ta trồng thì chúng ta cho được ít rêu ở trên gốc, bởi vì gỗ nó rất là khô nên là chúng ta phải lót rêu để cây giữ ẩm. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn những cái lông tô mà chúng ta tách ẩm gốc như này rồi nhá. Ở đây là cái khóm lông tô, và sau vài ngày chúng ta mới nên trồng. Còn anh chị chúng ta trồng rồi thì có thể sau vài ngày chúng ta mới tưới nước, và chúng ta nên ghép khi nó rất là nặng, phần nó nặng chúng ta nên ghép thòng xuống. Chúng ta sẽ chuẩn bị cái bàn ra đây, đúng không ạ? Và chúng ta sử dụng những dây kẽm bọc nhựa này, chúng ta luồn qua giữa thân, chúng ta luồn qua giữa thân, chúng ta bấm bên này trước, rồi bấm thêm một lần nữa cho cây chúng ta nó không bị bung này. Tiếp tục căng dây, căng hết cỡ nha, chúng ta căng hết cỡ. Rồi, chúng ta tiếp tục lại luồn thêm một lần nữa chắc. Đó là chắc chắn cái gốc nó không bị lung đây. Tiếp tục chúng ta chuẩn bị xà bạc sang bên này. Tiếp tục tìm thêm cái ghế thứ hai sang bên này. Và sau đó là có một cái bảng lông tu nguyên dê như này. Giờ chúng ta sẽ gắn thêm một cục phân gốc ở đây. Đây là xong rồi nhé. Chúng ta sẽ sử dụng thêm một túi phân gốc. Chúng ta nên định vị cái chiều dọc theo như này luôn, hoặc là có thể là quấn ngang như này cũng được. Như này là mục đích để giúp cho cái phân này chúng ta nó rửa trôi chậm là một này. Thứ hai nữa là nó làm giá thể luôn. Sau rễ lan ra nó sẽ bám vào đây. Như này cuốn vòng tròn theo cái chúng ta. Wow, vậy là đã hoàn thành một dề lan lông phu nguyên dề. Và anh chị nào thấy tác phẩm này đẹp thì cho em vui là tác phẩm đẹp nhá. Và anh chị vào theo dõi kênh của em thì không quên hãy chút đăng ký kênh, nút like, chia sẻ. Cảm ơn anh chị. Và anh chị gặp trong video lần tới.